Hạt điều rang muối là một trong những món ăn vặt phổ biến và được yêu thích trên toàn thế giới. Không chỉ thơm ngon, hạt điều còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe. Trong video này, mình và các bạn sẽ cùng tìm hiểu những ai nên ăn hạt điều để nhận tối đa hóa lợi ích sức khỏe từ nó. Một, Người quan tâm đến sức khỏe tim mạch. Hạt điều là nguồn cung cấp chất béo không bão hòa, đơn và đá tốt cho tim mạch. Chúng giúp giảm mức cholesterol xấu LDL và tăng cholesterol si tốt HDL. Từ đó giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến tim mạch. 2. Người muốn kiểm soát cân nặng. Mặc dù chứa nhiều chất béo nhưng hạt điều cũng rất giàu protein và chất xơ, giúp tạo cảm giác no lâu, hỗ trợ quá trình kiểm soát cân nặng hiệu quả. 3. Người cần tăng cường sức khỏe xương. Magie trong hạt điều giúp cải thiện sức khỏe xương bằng cách hỗ trợ hấp thụ canxi tốt hơn. 4. Người bị tiểu đường. Hạt điều có thể giúp kiểm soát lượng đường trong máu nhờ vào hàm lượng chất xơ cao và tác động tích cực đến sự nhạy cảm với insulin. Và có người nên ăn thì sẽ có người không nên ăn. Bây giờ tiếp đến chúng ta sẽ tìm hiểu về những ai không nên ăn hạt điều rang muối. Một, người bị dị ứng với hạt điều. Dị ứng với hạt điều là một phản ứng phổ biến trong số các loại dị ứng thực phẩm. Các triệu chứng có thể bao gồm phát ban, ngứa, khó thở và trong trường hợp nghiêm trọng có thể dẫn đến sốc phản vệ. Nếu bạn có tiền sử dị ứng với hạt điều, bạn nên tránh tiêu thụ sản phẩm này. Hai, trẻ em dưới 5 tuổi do nguy cơ hóc và dị ứng. Trẻ em dưới 5 tuổi nên hạn chế ăn hạt điều. Nếu bạn muốn giới thiệu hạt điều cho trẻ, hãy bắt đầu với lượng nhỏ và theo dõi phản ứng của trẻ cẩn thận. Ba người có vấn đề về sức khỏe cần giảm lượng muối, hạt điều rang muối có thể chứa lượng muối cao, không phù hợp với những người cần giảm lượng natri trong chế độ ăn uống như người mắc bệnh cao huyết áp. Hạt điều rang muối là một lựa chọn thực phẩm bổ dưỡng, mang lại nhiều lợi ích sức khỏe, tuy nhiên không phải ai cũng nên ăn hạt điều, đặc biệt là những người bị dị ứng, trẻ em dưới 5 tuổi. Trước khi thay hạt điều vào chế độ ăn uống của bạn, hãy cân nhắc đến tình trạng sức khỏe cá nhân và tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng bằng cách lựa chọn thông minh và tiêu thụ hợp lý. Hạt điều rang muối có thể là một phần quan trọng của chế độ ăn uống.